các bạn nhé. Hôm nay mình đưa mấy chị em dì, một người ở Gia Lai, một người Hà Giang nhé, đi thăm bến thuyền này. Mình đang trên dừng chân này thác Khởi Nhi các bạn nhé. Đang lên trên thác Khởi Nhi đây. Mình đang dẫn khách lên trên thác này các bạn ạ. Đi. Hiện tại mình đang ở thác Khởi Nhi các bạn nhé, rất là mát. Đây, mình sẽ dẫn mấy chị em nhà đến thăm lần đầu tiên ở thác Khởi Nhi nhé. Nước trong vắt đấy các bạn ạ, để có cá rỉa chân nhé. Điểm chụp ảnh rất là lý tưởng các bạn nha. Gươm là rất loang cho mô tỏi. Chụp ảnh này tuyệt vời. Đây. Đấy, phá lại mình sớ lại. Đó. Phá lại mình sớ lại là chụp ảnh này. Đi theo bà đấy. Đấy, dựa vào cái cây đấy đấy để chụp ảnh. Đi. Rồi. Đi. Lên tầng trên đi các bạn. Cùng trải nghiệm mình nhá. Là thủy điện đó. Phải đi thủy điện đó. Thủy điện. Chỗ này là thác nguyên sinh nha các bạn nha. Đi. Lên trên đi. Thuyền này nó mua cáo lạ pháo. $10,000 một người vé lên đấy các bạn nhá. Vì cái này là cái điểm du lịch có người bảo vệ. Đấy, cho nên là khi lên tham quan đó là cũng phải đóng góp một tí cho ban quản lý
du lịch. Nước rất là trong vắt các bạn. Khách tham quan này các bạn nhé, phía trên là còn một tầng khác cuối cùng nha các bạn nha. Ai mà chưa đến thì hãy trải nghiệm nha. Trên núi, trên núi. Đây là cái búng cá gì ở chân này các bạn nha. Rất là mát này. Mình là cái đường này là dẫn đường lên cái thác cuối cùng nha các bạn nha. Rất là cao các bạn ạ. Thank you.
Đây là cái điểm lên khác biệt. Tám ơi! Ở trong Tây Nguyên là ít khi trở về đây, về nhà được tắm này. Đấy. Cái bà gì này, bà gì thứ hai này. Đạm nhỉ? Hả? Nái? Ở trên kia là cái thác cuối cùng rồi các bạn nhé. Sướng à. Đây là cái thác cuối cùng à các bạn nha. Đây là dòng chảy thiên nhiên các bạn ạ. Thì trên núi cao đổ xuống đó. Rất là mát lạnh.
Mát rồi các bạn nhờ, mát lắm. Xin quý vị HN GP Lick BNC NTI NGH IM DULCH VY HUYN LMBNH Time Quang